Shop Hội Mê Xê xin chào tất cả các anh chị bạn nha. Mình là Thường thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến cả nhà chúng ta, đó là một cặp túi Hoshimoto hay gọi là cặp túi trâu xi máy cả nhà. Thì ở mẫu sản phẩm này nó sẽ có giá là 690.000 đồng nha cả nhà. Nó sẽ bản kích thước nó sẽ to hơn so với những cái bản mà 409. Và ở thiết kế này thì nó sẽ có hai chế độ chúng ta. Một là anh em ta mình sẽ mở bằng chế độ khóa đây, khóa bằng khuy đây, và một cái chế độ là bằng nút bấm. Thì giá nó sẽ trên hơn so với những mẫu 409 và 545 thì nó sẽ nhỏ hơn một xíu. Và nó không có hai chế độ. Đó anh em ta mình lưu ý nhé. Thì cái mẫu đó là nó có thuộc dạng tầm trung mà có kích thước cái chiều dài này, cái thuộc độ rơi của chiều dài nó hơi dài hơn so với những cái mẫu trước thì nó chỉ tới đây thôi đó, tầm tầm khoảng cỡ đó. Rồi thì bộ sản phẩm này cả nhà thường xin chia sẻ một số cái kích thước để cho anh em ta mình dễ theo dõi. Kích thước thì nó sẽ có ba cái kích thước chính. Thứ nhất là kích thước cái chiều đây này cả nhà, cái chiều cao từ ở phía trên này xuống phía đây là 30 cm nha anh em. Đó, 30 cm. Cái chiều dài là 27 cm, 7 cm. Và thông thường là cái chiều rộng của cái cặp túi da này là tầm khoảng 10 đến 11 cm. Đó, thông thường tất cả cặp túi da nó tương tự những mẫu tầm trung 11 cm. Đó thì khi mà lắp đặt thì anh em ta mình có tham khảo nhiều video của bên shop Hội Mê Xê bên Thường chia sẻ, cũng như ở cái trang website ở chuyên mục túi da thì anh em ta mình có thể mình tham khảo ở những cái màu sắc nó khác nhau, hoặc là những cái mẫu nó to nó nhỏ hơn so với sản phẩm mà Thường đang review đây nhé cả nhà. Rồi thì tất cả các sản phẩm bên Thường về chất liệu da của nó, đây là da loại BU tổng hợp hết nha nhà. Thì ở trên thị trường nó sẽ có ba cái loại loại da mà anh em ta mình cần lưu ý. Thứ nhất là loại da thường mà nhiều anh em ta mình thấy những kẹp túi đó cả nhà, túi mà nó có hơi sờn sờn một xíu, nhìn nó mềm 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 hơn một xíu, là đó là loại da thường. Thì giá nó sẽ rẻ hơn so với những mẫu BU tổng hợp đây. Thì những cái mẫu đó thì tầm khoảng 300 đến 350, hoặc là có mẫu nó to hơn là 400. Đó thì nó rẻ hơn, nhưng mà có cái nhược điểm của nó thì cái độ bền nó không được cao, và cái khả năng chống chịu đựng nước của nó thì nó không được bền. Rất là nhiều mẫu anh em ta mình mua về là lúc đầu thì khi mà đi mưa 1-2 tháng đầu thì nó rất là ok, nhưng mà khi giữa sự tác động giữa nhiệt của ánh nắng mặt trời cả nhà và mưa mưa nhiều á thì cái bề mặt nó bị trương lên và nó bị nứt ra, thì nước nó sẽ thấm vô và nó bị đọng đó, nó sẽ lan ra và nó hư dần. Còn cái mẫu loại BU đây là loại có giá tầm trung, là loại tổng hợp. Thứ nhất là có độ bền cơ nó rất là cao, anh em ta thấy bóp vô nó đàn hồi nó rất là tốt đây. Khả năng đàn hồi nó rất là tốt. Và cái phong cũng như cái chất liệu da nó vừa bền và nó vừa có tính liên kết, nên nó sẽ ít bị biến dạng so với cái mẫu là thường. Và cái khả năng liên kết của nó rất là cao, nên nó sẽ chống được khả năng ma sát cũng như khả năng chịu nhiệt và khả năng chống chịu nước mưa rất là tốt, ok luôn. Anh em ta mình xịt rửa tại nhà thì rất là đảm bảo thoải mái luôn. Thì cái mẫu đây nó sẽ có hai cái chế độ. Đây là chế độ anh em ta mình có thể thích, cái chế độ đây là chế độ trang trí, nhìn cái tính nó cổ điển và classic, rất là nhiều anh em ta thích cái mẫu đây. Và cái chế độ là chế độ để anh em ta mình mở nhanh này. Đây mình ví dụ mình thích lấy đồ thì mở bấm đây ra nó nhanh đó, mình bấm hai bên này là ra rất là nhanh. Còn cái mẫu đây là mẫu trang trí nhé cả nhà, anh em ta mình tháo ra mình đây, mẫu trang trí nó như thế này, cái kiểu dáng của nó đó, kiểu dáng nhìn nó tính giống như classic đồ cả nhà, nó rất nhìn rất là cổ trang, rất là đẹp không. Đó thì thường sẽ chia sẻ qua một xíu ở bên trong cái kích thước đây. Kích thước thì tất cả các mẫu BU của bình thường sản xuất thì nó sẽ có hai cái mái hai bên đây, để thứ nhất là khi anh em ta mình di chuyển dưới trời mưa
thì hoặc là mình xịt rửa tại các điểm rửa xe hoặc là rửa tại nhà thì nó nước nó sẽ không bị văng vô bên trong đây. Hai cái má đây, nước ở trống nước văng vô. Và cái thành của nó, anh em ta mình lưu ý nè, cái thành ở những năm 2020 đây thì bên nhà máy của Thường đã có hỗ trợ anh em ta đó là may một cái lớp nhựa mica rất là cứng để nó cố định cái viền ở bên trong cái nơi mà nhiều anh em ta nó có thể nó tiếp xúc trực tiếp với cái bánh xe đó. Anh em ta mình để nặng để nhiều thì nó sẽ có thiên hướng là nó sẽ chồm vô cái bánh xe. Khi mà anh em ta mình đi dưới mưa hoặc là mình đi tốc độ cao thì gió nó hắt nó sẽ dễ dàng nó bị vô bánh xe. Thì bên nhà máy Thường đã thiết kế cái mẫu đây để nó hạn chế cái phần nào nó bị đưa vô bánh xe. Và thứ hai là nó sẽ giúp cho cái phông của túi nó được cố định. Đây cố định nhờ cái miếng mica đây và hai miếng hai bên này thì nó cố định giống như mà đây, cái kích thước cái chiều ngang nó cố định lại nó không bị dẹp vô nơi cái nhà đó. Nhiều nên ta mình có hai miếng này thì nó mình đề mình ngồi mình đề hoặc là mình để vật nặng nó ít bị dẹp, nó ít bị biến dạng đó. Thì cái mẫu đó là JBU tổng hợp nó có ưu điểm là chống chịu mưa cũng như cái độ bền cơ học nó cao. Và giá thành của nó thì tầm trung. Từ những BU là từ tầm khoảng 409 những mẫu nhỏ cho đến những mẫu trung như kiểu đây là 609, những mẫu nó to to một xíu là 709, 809. Đó, JBU thì nó có ưu điểm như thế. Và việc lắp túi da thì nó sẽ dễ dàng tại nhà luôn. Đó, anh em ta mình lắp á, khi mà mình lắp tại nhà thì mình chỉ cần mình tháo yên xi qua và hai ta là hai bên đây. Mình chỉ cần mình điều chỉnh nó gần nó xa thì hai túi nó sẽ cao lên so với cái bô hoặc là nó sẽ tấp xuống một xíu so với bô tùy vào dòng xe anh em ta nó cruiser nó dài hoặc là ngắn thì chỉnh rất là dễ dàng tại nhà luôn. Đó, mình khi mình tháo rồi mình chỉnh rồi thì mình sẽ được tặng kèm cái dây đây, cố định lại hai dây đây. Đó. Anh em ta mình lưu ý mình khi mình lắp tại nhà thì mình nên tháo cái yên xe ra để mình lắp mình cố định nó trực tiếp vô luôn. Do cái túi nó không có cầm kèm như cái nhà mình di chuyển rất là dễ, nó nhà phèo mà anh em ta có chặt thì nó cũng dễ, nó không có bị vướng như những cái kẹp thùng hông. Thì nó phù hợp cho anh em ta mình để một số phụ kiện áo mưa hoặc là một số dụng cụ nó không có giá trị cao. Còn nếu như mình để cái giá trị cao thì khi mà mình tới nơi mình uống cà phê hoặc là mình đi làm thì mình nên lấy vô mình đem vô cơ quan để tránh cái trường hợp nó bị mất nha cả nhà. Thì cái nhược điểm của cái túi da thì nó không có khóa nên nhiều khi anh em ta mình để đồ dễ bị mất. Và thứ hai là cái loại da thì nó không có cái khung. Anh em ta mình muốn mình lắp đặt thì mình phải có một cái bộ khung, cái bộ giá đỡ cái túi á tầm khoảng 290 một kẹp đó, thì anh em ta mình lắp nó đỡ cái túi lên, anh em ta mình để nhiều đồ đi nó không bị đưa vô cái bánh xe xeo, nó không bị hư. Và nó cái nhược điểm thứ nhất là mình việc lắp túi da thì nó trong nó không được classic lắm, nó nhìn nó hơi yếu đó. Thì theo cái quan điểm của nhiều anh em chia sẻ như thế thì tùy vào mục đích sử dụng của anh em ta cũng như tùy vào cái thẩm mỹ của mỗi người mà chúng ta có thể lựa chọn những mẫu thùng hoặc là cái mẫu túi da đó để mình lắp đặt cho xe. Rồi thì shop Hội Mê Xe xin chào tất cả anh chị bạn ta nhé. Thì hẹn gặp lại cả nhà chúng ta ở những video tiếp theo. Thì anh em ta mình có thể mà lựa chọn túi da ở cái chương mục thùng hông, ở chương mục túi da của website Hội Mê Xe hoặc là tham khảo những cái mẫu thùng hông để mình có thể mình lắp đặt cho xe của mình nó dễ dàng hơn nhé nha. Rồi Thường xin cảm ơn anh chị bạn ta đã theo dõi video nhé. Rồi hẹn gặp lại cả nhà chúng ta ở những video tiếp theo nha.